Hello anh em, rất vui gặp được anh em trong thế giới của game truyền thuyết quái vật hay là Monster Legend. Hôm nay thì có một cái sự kiện mới, đó là con Vanekin dòng Mythic hệ lửa. Đây là skin đặc biệt mình giới thiệu qua. Evalet Pretest này. Các bạn nhìn xem có đẹp không nhá. À, cũng có bóng ma đấy các bạn ạ. À, áp dụng hiệu ứng điên và thôi miên tất cả team. Đấy, đây là mới là trên level 140 thôi. Đó. Bây giờ là cái Vanekin là cái Challenger này. Đầu tiên là các bạn phải lấy được cái avatar của nó và các bạn phải phi điền tất cả 5 cái item này. Đó, đây là cái trạng thái sơ qua là búp của nó gồm 3 búp này. Hệ lửa này. Hệ lửa và dòng Mythic. Đấy, đây là các giới thiệu và các trợ giúp trong cái Challenger này. Đây, bây giờ tôi chuẩn bị tôi phin lịch để tôi lấp đầy tất cả các item của nó nhé. Không có mũ này, xích này, ống nhòm này, la bàn này và bản đồ này. Nhưng những cái này nó dần giống như kiểu cướp biển vùng Caribe ấy các bạn ạ. Nó dạng dạng như thế. Nên là nhà phát hành cũng nhiều ý tưởng. Đó, bây giờ tôi đang phin lịch để cho nó lấy cái avatar của Vanekin này. Và con Vanekin này trông khá già, râu ria xồm xoàm, nói chung là trông cũng đẹp, cũng ngầu. Đó, bây giờ tôi đang trong chế độ test nhé. Tôi nhìn thấy game thì tôi chỉ có hơn 9k thôi. Bây giờ tôi cho skip luôn cho nhanh. Đây là rất nhiều lốt này. Lốt đầu 20 Amber Mythic Shell, tôi skip 242 game. Đấy, lấy được 20 Shell. Lốt thứ hai đầu gồm có 510 game. Thực ra các bạn là không muốn skip ấy, các bạn cứ collect gold food này, feed này. Thứ hai nữa là file PPV và bridge hack thôi. Đây, lốt thứ ba là 543 này. Tương tự vậy. Đến cái chỗ dần dần ấy, các bạn sẽ tích được rất nhiều cái sale của cái con Vatican này và các bạn có thể rank up dễ dàng, nhưng mà đầu tư cũng hơi tốn kém. Đấy. Đó các bạn nhìn nhá. Bắt đầu là tôi có click tiếp này. Lúc này lúc lên 100 sale và 533 game. Ra cái bản mốt này thì các bạn cũng hình dung dễ thôi, như một dạng server test ấy. Dùng vài cái công cụ nữa để lên cái này, nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến trò chơi đâu, nó chỉ là dạng test thôi. Để anh em biết là tốn bao nhiêu sale cho tốn bao nhiêu game cho những cái hệ sale này. Các lốt này, đấy, tương tự này. Nhưng mà số game test này chắc là cũng không đủ đâu. Nó chỉ tầm đến gần cái lốt cuối thôi, chỉ lấy được 2.500 là cùng. Nó đủ để danh 4 rồi. À danh 140, level 140. Đây, lốt này hết game. Đấy các bạn nhìn 1.500 sale, lốt cuối là đi lấy được 2.500 nhưng mà cần 1.200 game. Cũng khá là tốn. Đó. Ra nhà phát hành cũng tính hết cả rồi, muốn lấy được level đủ 150 cũng phải tầm khá nhiều game và nhiều tiền. Với cả cả chăm chỉ nữa, collect trong 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 game, collect gold này, làm cái nhiệm vụ này, feed này, breed và hack. Đó, đây là cái Vanekin Challenger nha các bạn nhé. Đây bây giờ tôi rank up nha. Đây tôi lấy Excel rồi, rồi tôi rank up này. Cũng như bình thường thôi, rank up từ 100, 110, 200 sale. Và được cái choice là Sunburn Immunity, tức là miễn nhiễm cái thiêu đốt, không bị hiệu ứng này nữa. Và rank tí nữa, rank 3 nó có một cái miễn nhiễm nữa. Đấy, cái tiếp theo là dùng 700 lên 120 luôn. Đấy, tiếp theo lên 130 cầm 1.500. Và các bạn nhìn thấy này, hiệu ứng 3 này, thêm một cái cooldown immunity, tức là miễn nhiễm với trạng thái cooldown, kích hoạt cooldown từ đối phương ấy, là không bị. Đó, mà cái ban đầu là chống mù rồi. Con này cũng cũng dòng Mythic Control. Tức là nó có đa phần là tiêu điểm của nó là vào cái hiệu ứng thôi miên, nó ấy điên, làm điên đối phương, đánh đồng minh ấy. Nên 150 là cần 4k, không đủ rồi. Có thể lần bản test sau thì tôi sẽ lấy một cái đủ game để cho nó có danh đủ đi.
Thực ra cái con này nó không có cái skin nhóm 4, thì đâm ra là khi mà rank cao lên nó vẫn thế thôi, nó vẫn có sừng skin cũ thôi. Thì nhóm 3 thôi. Đây là trạng thái level 1 này, tôi chuẩn bị feed này. Level 1 thì trông như baby này. Cái này thực ra là cái chỉ số đam cũng khá cao nhá, các bạn có thể gắn strength và dùng các skin mà có gây đam sát thương gì à? Skin cơ bản 759. Đó, bây giờ gắn tạm hai cái Zelig này. Một cái là Mantis Cloud Charm này. Toàn diamond thôi. Thứ hai nữa là tôi gắn cái Taiga Charm, toàn cái bẫy. Cái này là cái giáp bẫy dạng kim cương. Đấy, bạn nhìn sẽ trang 759, các bạn có thể hoàn toàn gắn strength được. Strength run vào được. Và dùng skin đam thôi. Và tôi đây trong trường hợp này là tôi dùng full speed thôi, tôi sẽ gắn tất cả run tốc độ và tôi chọn skin là dạng côn trôn thôi, không có hiệu ứng đam. Mà con này có ưu điểm là cái speed nó khá cao, nó dạng dạng phe côn trôn. Đó, các bạn nhìn ở đây tôi fit qua luôn đến 140, tí tôi chọn skin sau cho nhanh này, chứ còn cứ chọn fit fit từng cái kia này, lâu lắm. Đây, trạng thái các bạn giữ thì cần giữ fit, nhưng mọi lần giữ chặt với cái nút fit màu đỏ kia nó tự nó đầy lên luôn, nhanh không mà trong vòng vài phút, không đến phút đó, mắc 140. Ở 140 là cơ bản nó speed là 74 25 tốc độ ấy, máu là gần 130k và strength là 10k. Strength này các bạn cho gắn thêm một cục X nữa vào ấy, thì nó lên tầm 20k. Gắn 3 cục X vào lên 30k. Level 150 nó còn kinh nữa. Đây là 140 còn lên 30k, kia lại lên 35k. Bây giờ tôi test cái run speed nhá. Đây đây có mỗi còn mỗi cục X10 thôi. Thì tôi sẽ gắn cục X10 và mình thêm mấy cái speed level 7 hiện tại có trong cái kho run này. Hòm đồ này. Một cái này. Tôi dán thêm cái run level 7 nữa đi. Kia toàn team speed rồi. Đây, hai cái level 7 đó. Hai level 7 này để xem speed lên bao nhiêu, tôi nghĩ lên tới trên 14k các bạn. Đúng, 14k. 14k mà cộng với team speed của đồng minh nữa thì các bạn phải lên tầm 15k. Là cũng đi đầu rồi. Hai control luôn này, poset tất cả đối phương rồi. Nhưng mà cái skin poset này làm điên đối phương này quá cũ rồi. Đối với khi mà làm điên đối phương ấy thì đa phần bây giờ dùng Monster miễn nhiễm nhiều, miễn nhiễm trạng thái Poset này hoặc là Area Doggo đánh lan và dùng Poset này nó cũng không dính đâu. Nên con này tuy dòng mê thích nhưng tôi nghĩ là nó dạng phế, skin cùi, nó không mạnh, đôi khi là dạng yếu của cái dòng mê thích. Đó, tại vì nó không có nhiều lựa chọn đối với chỉ những cái skin cơ bản này thôi. Majordam này là giảm 50% nhé các bạn nhé, riêng cái dòng Majordam này giảm 50% đam. Cái đam mà đánh 10k chỉ còn 5k lực đánh thôi. Vì tôi chọn là speed đâm ra là tốc độ thiên tốc độ thì chỉ lấy những skin nó gây hiệu ứng thôi. Đấy, Poset này. Đấy. Này, nó có hoàn toàn có cái skin gây đam này. Nếu mà các bạn ăn thời trang này nó có cái skin không năng lượng ấy, không stamina dồn vào cũng được. Majordam này, AOE tất cả này. Tôi chọn một cái thay vào cái này. Thay vào đi. Trước đó tôi lấy một cái Poset AOE team rồi. Đây Poset AOE team hồi lần 3 turn. Áp hiệu ứng lê ma là trừ stamina mới mất máu này, Majordam này. Bạn điên và đang tăng gấp đôi đam, và cái này là giảm 100% đam nhé. Cái lực đánh các bạn như quả cả con cho các bạn limit strength vào, nhưng mà khi mà dính hiệu ứng này chỉ là đánh lực đánh bằng không. Đấy, đây là cái skin đặc biệt này, việc áp dụng potion và init cũng là thiếu đốt. Đấy, cả team luôn. Đấy, con này trông khá ngầu, hệ lửa mà trông cũng đẹp các bạn. Đấy, hai Zelig trông được. Ở đây tôi chuẩn bị combat nhé, tôi combat trong cái Jungle này đây. Tôi dùng 3 con mythic đi. Đánh với Runeterra, Meta Dolan với lại một con Sherwin kia Shameless. Một con ấy nữa, cũng hệ phe nữa. Các bạn nhìn nhá, xem skin của cái con Vatican này xem như thế nào nhá, tác dụng như thế nào nhá.
dùng cái skin đơn Boson đi xem có áp được cái đun ra ba cái cho ít của nó 35% có trừ được không? Tôi chết rồi. Thế nào chỉ áp được double dam thôi các bạn ạ. Nhưng không áp dụng bố sẹt tại vì do cái chai ít của con đau đun ra này nó có 35% miễn nhiễm ấy. Thế là trừ 35% chính xác. Nên dùng cái skin AOE vậy. Đấy, nó lại dính lại. Hai lần mới dính. Không sao cả tại vì dòng ba dòng mythic thì combat trong cái này thì nhanh ấy thôi, nhanh thắng thôi. Với con này thì con Amor Cloud ấy. Amor Cloud thực ra là đam cũng tương đối tốt. Thôi thì dùng một cái Rimbic vậy. Skin Rimbic nên là dùng áp cái Sky Marrow và cái Talon. Con kia tạm recharge vậy thôi. Tôi xem cái đánh của đối phương xem như thế nào. Con này lại bị phản đam, bây giờ phản đam đúng con Mega Talon hút đại đam luôn nhé các bạn nhé, nó cũng chết luôn. Tương tự với con Pinga thế. Thấy rồi, nhưng mà phản đam lại do nó là hệ lá, phản đam là hệ lá nó wick, nó thành wick luôn, lá với lá mà chứ không phải lửa với lá nó sẽ khỏe. Ví như con này oánh luôn hệ lá, lửa đánh lá, đốt luôn, thiêu đốt luôn đấy. À, đến lượt tin là con này này. Con này do skin có không có được đánh nó chỉ áp những cái hiệu ứng thôi. Ma do thôi. Đến lượt con này cả con còn lại sẽ kết thúc vậy. Đó. Thôi để cho con Metan Cyborian này làm một turn mà kết thúc được rồi các bạn ạ. Chung là hệ 3 mythic này đi Jungle Nammer này cũng tích được khá khá sale đấy. Đi hết cả cái cửa thứ ba nữa là cũng được 15 sale nữa. Hay là trận thứ hai là gặp con Horlet này, Quang Dâu này và Tarika này. Nói chung là có mỗi con Horlet là con công thôi, còn mấy con kia là toàn support nhiều. Denny nữa, con Hoàng Dao Denny và Poset cả tôm đấy dính ngay các bạn ạ. Những con nào mà có chai ít hiệu ứng HDR là có 20% nhé thì là cái dính rất cao cho nó lên là tầm 35% như cái dòng ban đầu ngày xưa là cái dòng của dòng dòng team mua ấy như là Geralt Atom nó có 35% thì tỷ lệ mid khá cao. Ngày xưa tôi đánh những cái dòng mà gặp như Atom 35% tôi toàn né thì vì sợ cái chai ít của nó áp hiệu ứng và toàn xịt, ví dụ như áp hiệu ứng điên với lại gấp đôi đam để đánh lại đồng minh nhưng mà toàn dính double đam với lại trượt cái trạng thái điên này. Dần dần hơi ức chế đó, nhưng mà có những cái skin sau những cái trận này thì dễ rồi, đánh cái lốt có Leobuki toàn level 130 hết vậy, toàn quái 130 mythic thì phải bem tầm đấy chứ còn bem level 100 không không đáng, không thừa sức. Có cái bóng ma của con Vanekkin này màu đen đen nhà phát hành làm đẹp, đồ họa đẹp. Cái lần trước thì tôi ghé qua cái Social Point Forum của nhà phát hành rồi thì nhìn cái hệ thống với trang thiết bị họ làm việc cũng hiện đại và chuyên nghiệp lắm các bạn, toàn máy toàn dùng Mac Apple thôi. Đội đồ họa, đội vẽ, xong đội ghép, teamwork của họ, xong đội code, xong đội server bảo mật. Họ xây dựng với nhau là tạo thành những cái đồ họa, những cái nhân vật này đầu tiên là họ vẽ, tôi được biết là họ vẽ phác thảo ra giấy, có vẻ bút gì bút chì bút gì ấy họ vẽ, sau đó họ chỉnh sửa cho nó đẹp, xong bản vẽ sau đó họ quét vào máy, sau đó họ dùng phần mềm đồ họa họ vẽ lại, sau đó họ làm màu mè các thứ, xong họ đưa vào cái xử lý đồ họa nữa là dựng vector ấy. Dựng vector thì để cho các chuyển động của các từng phần một như là tay đầu chân tay các góc chuyển động, sau đó họ điền đầy đủ các phin các đồ họa vào màu mè cho đẹp, xong họ duyệt qua, xong đầu là đưa vào các hệ thống code, họ ghép, họ dịch sang code, họ ghép ghép vào cái hệ thống database server của họ. Đấy, tôi thấy lôm la như thế. Thế là ý tưởng để mà viết được những cái vẽ được những cái hình tượng nhân vật này nó cũng phải đọc sách này, tham khảo từ nhiều nguồn này. Đấy, họ vẽ họ xây dựng cái skin luôn. Đấy, đâm ra là không tránh được nhiều cái là phức tạp, những con monster nó nhiều skin mà lại nhiều ứng rất phức tạp, nên là không tránh được lỗi, đâm ra là nhiều khi là nhà phát hành cũng phải sửa lỗi liên tục các bản vá update. Đấy. Thì thế nó mới thú vị các bạn, tại vì luôn cái mới chứ còn game cũ mà cứ đều đều thì nó cũng không không có gì hay ho lắm, luôn ra monster mới. Bây giờ monster mới hiện tại lên tầm 600 bao nhiêu, 627 chưa, gần 700 monster mới trong cái
thư viện Monter ấy. Rất nhiều, tôi account này tôi chỉ có tầm hơn 600 thôi. Cũng gọi là bình thường. Cũng thiếu một cơ số Monter mới ấy. Đó, về quay lại cái trận combat này, các bạn đang đánh Mephisto nhé. Là Megatolin, tôi có Mephisto 130 rồi, cái đợt Blitz 24 giờ ấy. Tôi Blitz được con Mephisto với con Elite đệ lửa. Tôi quên mất tên Elite đệ lửa con gì à. Nhưng 130 hết rồi. Blitz đấy mất tầm độ 600 700 game gì. Lúc ấy gần 1000 game thừa thì mình cứ mang Blitz thôi. Thì vì tỷ lệ là 100% nên cứ Blitz thôi. Skip vào Blitz xong nhét vào vault thôi. Đấy. Thực ra sau lần đấy thì họ bắt đầu họ mới nhà phát hành ra cái dòng dòng mythic này, đâm ra là mình khi mình rank những cái con lờ thường ấy chả tác dụng. Về rank và rank dòng mythic này mới mạnh được. Kiểu gì kiểu họ mỗi hệ tức là 9 hệ thì mỗi hệ nhất phải tầm 2 3 con. Tôi thấy như thế đâm ra là từ giờ hoặc là một vài tháng nữa thì sẽ có rất là nhiều mythic ở trong game. Từ người mới người cũ họ cũng đều xây dựng được cái con mythic mạnh và vừa phải. Sau đó các bạn nhìn đi PVP là toàn mê thích hết, thì lúc đấy là những monster thường và cũ ấy, sau khi về cày gôn thôi, quá thừa nhiều. Elite về cày gôn người ta về hưu hết rồi, về hưu sớm đó. Quay lại dòng combat này nhé các bạn nhé. Vậy thôi nhé, hôm nay buổi stream tôi đây là hết và sẽ gọi các bạn trong các clip tiếp theo nhé. Chào các bạn.